Một tuần nữa lại trôi qua rồi và Diễm Hương lại được gặp gỡ quý vị khán giả trong chương trình Đế Chế Thời Trang. Quý vị và các bạn thân mến, trong những chương trình kỳ trước, Diễm Hương đã cùng quý vị khán giả tìm hiểu khá nhiều về các thương hiệu đến từ hai đất nước nổi tiếng về thời trang, đó là Ý và Pháp. Thế nhưng trong chương trình ngày hôm nay, Diễm Hương sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một thương hiệu đến từ xứ sở sương mù. Và đó là thương hiệu nào? Quý vị sẽ đoán được ngay sau đây thôi. Vừa rồi, Diễm Hương tin chắc rằng quý khán giả của chương trình đã gọi được tên thương hiệu trong chương trình ngày hôm nay rồi, đúng không ạ? Và không thương hiệu nào khác sở hữu chàng hiệp sĩ dũng mãnh trong thế giới thời trang ngoài thương hiệu Burberry. Ra đời tại xứ sở sương mù, Burberry tượng trưng cho sự xa xỉ và lịch thiệp như chính vùng đất khai sinh ra thương hiệu này. Cũng như nhiều thương hiệu nổi tiếng khác, Burberry đã trải qua nhiều thăng trầm trên con đường phát triển. Thành lập năm 1856 tại Barnstaple, Hampshire, đế chế của Burberry ban đầu chỉ là một cửa hàng nhỏ thuộc sở hữu của anh chàng bán vải Thomas Burberry. Thế nhưng, với tham vọng và sự tự tin vào sứ mạng cải cách trang phục, chàng trai trẻ 21 tuổi không ngừng tìm tòi nghiên cứu vải vóc và phát triển từ một cửa hiệu nhỏ, trở thành một trung tâm lớn với lượng khách hàng trung thành đông đảo chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm. Năm 1880 là năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của Burberry, khi Thomas Burberry đã phát minh ra loại vải đặc biệt mà ngày nay được biết đến với cái tên gabardine. Loại vải này được làm từ cô tông Ai Cập, sợi dài đan chặt vào nhau, có đặc tính nhẹ, chịu nhiệt tốt, chống thấm, chống rách, mặc được trong tất cả các mùa. Với những đặc tính tuyệt vời, vải gabardine đã làm nên một cuộc cách mạng về chất liệu trong lịch sử ngành thời trang và đưa tên tuổi Burberry bay xa ra khỏi phạm vi nước Anh. Với gabardine, Burberry đã thiết kế nên những bộ quần áo dành riêng cho các nhà thám hiểm, nhà leo núi và các sĩ quan quân đội mà khả năng chống lại mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt của nó đã được cả thế giới ca ngợi. Những vậy, trang phục Burberry còn lên màn ảnh cùng các minh tinh của Hollywood. Nữ diễn viên Audrey Hepburn đã che mưa bằng chiếc áo của Burberry trong bộ phim Breakfast at Tiffany's, hay Humphrey Bogart đã mặc trong bộ phim nổi tiếng Casablanca, và Peter Sellers thì mặc khi diễn xuất trong phim The Pink Panther. Với việc sử dụng vải gabardine vào năm 1895, Burberry đã phát triển mẫu áo Tarlaken
Tiền thân của chiếc áo trenchcoat hay còn gọi là áo khoác đi mưa, lừng danh của hãng ngày nay. Để tạo nên dấu ấn riêng, vào năm 1901, Burberry đã thiết kế nên logo thương hiệu, đó là hình ảnh chàng hiệp sĩ mặc áo giáp cưỡi ngựa, lấy cảm hứng từ chiếc áo giáp trong bộ sưu tập của hiệp sĩ Wallace và thấm đượm tinh thần hiệp sĩ Anh. Bên cạnh ý nghĩa chính trực, logo Burberry trở nên hoàn thiện khi thêm vào đó ngọn cờ Prosum, có nghĩa là tiến thân trong tiếng Latin, như lời cam kết không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới trong thời trang. Năm 1920, một lần nữa, Burberry lại mang đến một đặc trưng thương hiệu, đó chính là Burberry Check, hay còn gọi là Nova Check, mô típ caro tiêu biểu với bốn màu đỏ, đen, be và trắng, được giới thiệu lần đầu tiên trên viền áo của những chiếc áo trenchcoat. Đến nay, sau 158 năm hình thành và phát triển, những đường kẻ sọc giản đơn nhưng vô cùng trang nhã và sang trọng vẫn tỏ ra chưa bao giờ lỗi mốt, làm khuynh đảo con tim của những người yêu thời trang và là ấn tượng mà người ta nhớ nhất mỗi khi nhắc đến sản phẩm của Burberry. Và không chỉ dừng lại ở các sản phẩm truyền thống như jacket và túi xách, Burberry còn phát triển mạnh mẽ ở mặt hàng áo len, vest nam, phụ kiện. Ngày nay, cùng với 192 cửa hàng bán lẻ, 208 cửa hàng nhượng quyền, 44 đại lý và 57 cửa hàng kinh doanh độc quyền, sự thành công của Burberry đã được minh chứng trên phạm vi toàn thế giới. Một khi đã đưa thời trang vào kinh doanh thì vấn đề lợi nhuận luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Và để thực hiện được điều đó, nhiều ông lớn trong nền công nghiệp thời trang đã phân bổ thương hiệu của mình thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau, nhằm mục đích làm đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng. Bạn có thể yêu thích nhãn hiệu Burberry nhưng lại không có đủ tiền để mua một mẫu áo khoác xuất hiện trên sàn diễn của họ. Và thay vào đó, bạn có thể hướng sự chú ý của mình tới những dòng sản phẩm có mức giá vừa phải hơn và cũng của Burberry. Các sản phẩm của thương hiệu Burberry được phân thành 3 dòng chính, gồm Burberry Prosum, dòng sản phẩm cao cấp nhất của Burberry với mức giá vô cùng đắt đỏ, cùng với các thiết kế sang trọng, ấn tượng và cực kỳ phong cách. Đúng với tinh thần của Prosum, người tiên phong, Burberry Prosum luôn chứng minh vị thế không thể thay thế trong ngành công nghiệp thời trang với những sản phẩm vô cùng tinh tế. Burberry London, sản phẩm có mức giá thấp hơn và thường nghiêng về phong cách công sở là chính. Khác với dòng sản phẩm cao cấp Burberry Prosum, Burberry London khai thác yếu tố ứng dụng qua bố cục may phơm dứt khoát, đường cắt gọn gàng và cách xử lý chi tiết tạo điểm nhấn tinh tế. Với mức giá thấp hơn dòng sản phẩm cao cấp, Burberry London là sự lựa chọn hoàn hảo cho quý cô văn phòng năng động.
sản phẩm có mức giá rẻ nhất của Burberry. Những ai yêu thích thương hiệu Burberry nhưng lại không đủ tài chính để sở hữu những sản phẩm cao cấp của Burberry Blossom thì Burberry Breeze cũng là sự lựa chọn đúng đắn. Và cho dù là dòng sản phẩm bình dân, Burberry Breeze cũng rất phong phú về kiểu dáng, tinh tế trong thiết kế và đảm bảo về chất lượng. Nhắc đến Burberry chính là nhắc đến chất lượng và kiểu dáng của sản phẩm. Đây còn là một thương hiệu rất đặc trưng với những biểu tượng nổi tiếng như sọc caro Burberry, áo khoác măng tô cùng logo dũng sĩ cưỡi ngựa. Chúng ta hãy cùng nhau bước vào thế giới thời trang mang tên Burberry để cùng chiêm ngưỡng những thiết kế tuyệt mỹ này quý vị nhé. Khi một người nói tới áo trench coat thì Burberry có lẽ là từ đầu tiên bạn liên tưởng tới. Nó được mặc định như một từ đồng nghĩa với một bộ quần áo sang trọng bậc nhất ở Anh. Áo khoác Burberry sử dụng vải gabardine và là trang phục phổ biến ở Anh. Áo khoác có thể mặc trong mọi hoàn cảnh thời tiết, giữ ấm vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè và có thể chịu được nước nhờ sáp lanolin, loại sáp được tiết ra bởi sự cọ xát giữa lông cừu và mặt vải áo. Không phô trương, không màu mè, Burberry còn được giới thời trang biết đến với những đường sọc cá tính độc đáo nhưng không kém phần trang nhã. Mô típ caro đặc trưng của Burberry với 4 màu be, đen, trắng và đỏ đã xuất hiện đầu tiên trên viền áo của sản phẩm áo khoác trench coat vào năm 1924, thể hiện sự giàu có và sang trọng của giới quý tộc Anh thời kỳ đó. Kết hợp những sức mạnh của giá trị truyền thống cùng với xu hướng thiết kế hiện đại đã thổi hồn vào những sáng tạo của mình, đế chế thời trang của Burberry ngày càng vững bền với những bộ sưu tập tinh tế đẳng cấp. Tất cả các họa tiết, đường may, kiểu dáng hòa quyện với nhau trên những bộ trang phục khiến người mặc nó trở nên sành điệu và thời thượng. Trong bộ sưu tập Burberry Blossom xuân hè 2014, Burberry lại tiếp tục đốn tìm những giới mẫu điệu thời trang bằng sự ngọt ngào, nữ tính, lãng mạn nhưng cũng thật quyến rũ như những bông hồng nước Anh. Chỉ nổi tiếng bởi những thiết kế sành điệu sang trọng dành cho cả hai phái, Burberry còn chiếm lĩnh thị trường thời trang trẻ em tại nhiều nước trên thế giới bởi những thiết kế tinh tế dành cho bé. Mỗi mùa khi cho ra mắt bộ sưu tập dành cho người lớn, các vị thượng khách luôn chờ đợi thêm cả những bộ sưu tập Burberry Children's Wear để dành cho các nhóc tì nhà mình.
Các sản phẩm của Burberry dành cho các bé, từ áo khoác, áo jacket, váy đầm đến các loại phụ kiện như ô dù kẻ sọc, khăn choàng, giày, ví hay túi đeo đều có thiết kế giản dị mà sang trọng, khiến những bà mẹ khó tính nhất cũng phải hài lòng. Bên cạnh những chiếc áo khoác nổi tiếng, thương hiệu này còn có những dòng sản phẩm chiếm được tình cảm của khách hàng. Nước hoa là một trong số đó. Việc sản xuất và tung ra các sản phẩm nước hoa của Burberry muộn hơn so với nhiều thương hiệu danh tiếng khác. Đặc biệt là hương nước hoa đầu tiên của Burberry lại dành cho phái mạnh đó quý vị. Vẻ phóng khoáng và quyến rũ của người Anh được gói gọn trong những chai nước hoa nhỏ bé của Burberry. Chai nước hoa đầu tiên của Burberry dành cho nam được tạo ra vào năm 1981. Và từ đó đến nay, Burberry đã chính thức tung ra thị trường 45 mùi hương dành cho cả hai phái. Không thể không nhắc đến dòng nước hoa mang tên Rhythm dành cho nam giới. Dấu ấn đầu tiên khi thử dòng nước hoa này chính là mùi hương mạnh đúng như tinh thần cuồng nhiệt của đám đông. Dòng nước hoa Rhythm là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những anh chàng yêu thích mùi hương đậm, cá tính và có gu riêng biệt. Đối với các cô gái thì có lẽ không thể bỏ qua hương thơm của Burberry Body. Được giới thiệu từ năm 2011, Burberry Body lấy cảm hứng từ sự gợi cảm và tự tin của người phụ nữ hiện đại dạo bước trên đường phố. Chai nước hoa này ẩn chứa một mùi hương độc lập và nữ tính. Các thành phần hoa cỏ dạng bột được hòa quyện cùng với hộ phách ấm áp và thân gỗ tạo ra một sự pha trộn vượt thời gian, gợi cảm và thanh lịch. Không chỉ dừng lại ở những chai nước hoa, Burberry còn giúp cho phái đẹp hoàn hảo hơn với những sản phẩm trang điểm cao cấp. Bộ sản phẩm làm đẹp gồm phấn nền, má hồng, mascara, màu mắt và son với những tông màu trang điểm thời thượng nhất, cùng thiết kế vô cùng tinh tế sang trọng với cách điệu kẻ sọc danh tiếng của thương hiệu này lại khiến phái đẹp tiếp tục phải săn lùng. Nếu là một phụ nữ hiện đại và sành điệu, chắc chắn bạn không thể bỏ qua bộ mỹ phẩm sang trọng và quyến rũ của Burberry. Dòng sản phẩm nữa của Burberry khiến các vị thượng khách phải khao khát, đó chính là những chiếc túi sách. Và túi sách Burberry luôn nằm trong danh sách bộ sưu tập hàng hiệu mà những ai say mê thời trang luôn yêu thích. Tuy không cầu kỳ nhưng những họa tiết caro từ những gam màu trắng, đen, đỏ tạo nên nét sang trọng và tinh tế đến đáng ngạc nhiên. Những đường kẻ sọc của Burberry không chỉ thể hiện được sức mạnh khi điểm tô trên những chiếc áo khoác, mà còn khiến phái đẹp phải say mê khi biến hóa trong những thiết kế túi xách.
Với những đường kẻ sọc độc quyền, những chiếc túi xách Burberry luôn là sản phẩm được các vị thượng khách mong muốn sở hữu. Làm mưa làm gió trên sàn thời trang bằng những mẫu túi xách thời thượng. Mùa xuân hè 2014, Burberry đã cho ra mắt dòng sản phẩm Button Clutch với thiết kế nhỏ xinh cùng điểm nhấn đặc biệt là những bông hoa tinh xảo, bắt mắt. Button Clutch thể hiện tính độc đáo và di sản của Burberry với những sắc màu tinh tế sang trọng. Vào đó, trong bộ sưu tập chớm thu gần đây, Burberry lại khiến phái đẹp phải ngẩn ngơ bởi những mẫu túi xách tay hình thang, dạng hộp với nhiều kích thước, kết hợp với những kiểu sandal thanh mảnh hay những đôi ankle boot. Và một lần nữa, người ta dự đoán rằng những chiếc túi này sẽ trở thành cơn sốt trong năm nay. Từ những ngày đầu thành lập vào năm 1856 cho đến nay, thương hiệu Burberry đã có một thời gian dài phát triển và thăng hoa. Và trải qua nhiều sự thay đổi về quy mô và kiểu dáng, chàng hiệp sĩ thời trang đến từ Vương quốc Anh đã luôn là thương hiệu đại diện cho sự thành công và sáng tạo được nhiều người ao ước. Và câu chuyện về đế chế thời trang mang tên Burberry hôm nay cũng xin được khép lại. Trong chương trình kỳ sau, chúng ta lại cùng nhau mở ra thêm một cánh cửa đế chế thời trang nữa rất thú vị đấy quý vị ạ. Hãy cùng Diễm Hương đồng hành với chương trình vào 17h30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTC4 Gia One Family để cùng khám phá quý vị nhé. Còn bây giờ, Diễm Hương xin chào và hẹn gặp lại.